Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về ra soát nguồn cán bộ giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại tỉnh Điện Biên, thống kê từ ngày 2 tháng 8 đến nay, mưa lũ đã làm thiệt hại 120 nhà dân, gần 90 ha lúa, trên 110 ha ngô, sắn, rau màu bị vùi lấp, trên 4,5 ha thủy sản bị cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, thủy lợi, ước thiệt hại về tài sản trên 31 tỷ đồng. Thông tin tại hội nghị trực tuyến về ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc được tổ chức vào chiều nay. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia năm học 2022-2023. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về ra soát nguồn cán bộ giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thực hiện quy hoạch rà soát nguồn cán bộ giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2031 theo quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 và kế hoạch số 17 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo rà soát danh sách nguồn nhân sự của tỉnh, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn để dự kiến giới thiệu, đề nghị quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, trình hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh xem xét cho ý kiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, một trong những nội dung quan trọng của công tác cán bộ là công tác quy hoạch cán bộ, là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cấp ủy nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật, quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có thành tích sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để đề nghị quy hoạch lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, trên cơ sở nhân sự được giới thiệu, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến về ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to và rất to, gây lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, gây thiệt hại về người và tài sản. Vùi lấp cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, giao thông nhiều tỉnh bị chia cắt. Trước tình hình mưa lũ, thiên tai, các tỉnh đã chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một cách kịp thời. Ban Chỉ đạo Phòng chống Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai đồng bộ các giải pháp ứng cứu, khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Nhờ đó đã giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại tỉnh Điện Biên, thống kê từ ngày 2 tháng 8 đến nay, mưa lũ đã làm thiệt hại 120 nhà dân, gần 90 ha lúa, trên 110 ha ngô, sắn, rau màu bị vùi lấp, trên 4,5 ha thủy sản bị cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, thủy lợi, ước thiệt hại về tài sản trên 31 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí cũng đề nghị trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động ra soát, phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời người dân kịp thời ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để có phương án phòng chống kịp thời.
phát huy mạng lưới truyền thông tại cơ sở, thông báo cảnh báo tới người dân về tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó, tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị thiệt hại, nâng cao chất lượng cảnh báo thiên tai, cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình thời tiết mưa lũ, tiếp tục chủ động sẵn sàng các phương án ứng cứu khi có mưa lũ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, các trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gây úng ngập cục bộ, sạt lở đất đá, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và công trình thủy lợi, diện tích sản xuất nông nghiệp và làm ách tắc giao thông tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh của huyện Tuần Giáo, từ ngày 29 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tài sản nhà nước và nhân dân ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá làm 9 nhà hư hỏng nặng, sạt lở 55 điểm công trình giao thông với tổng chiều dài khoảng 3.700 m, làm hư hỏng 3 cống thoát nước qua đường, vùi lấp đi nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân, sạt lở ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, đoàn thanh niên và doanh nghiệp địa phương khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông. Mưa lớn kéo dài tại huyện Mường Nhé trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 8, nước lũ các con suối dâng cao, đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp. Đặc biệt là trận mưa lớn đêm ngày mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng 8, khiến 10 điểm trên tuyến quốc lộ 4H nối xã Mường Nhé, Xín Thầu và một số tuyến đường liên bản bị sạt lở ta luy dương xuống đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trong khi đó, do mưa lớn nhiều ngày, đất đã ngấm nước nên các điểm trên vẫn có nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt sạt với khối lượng lớn hơn. Ngoài ra, có 7 hộ dân của các xã Trung Trải, Leng Su Xìn, Nậm Vì phải di rời khẩn cấp nhà cửa, tài sản để hạn chế thiệt hại. Hơn 3 hecta lúa ruộng tại xã Trung Trải bị vùi lấp hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Mường Nhé đã có mặt tại các điểm xảy ra thiên tai để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kịp thời phân luồng giao thông và xử lý các điểm sạt nhỏ. Đồng thời, bố trí máy móc, phương tiện, nhân lực để khắc phục sự cố tại các điểm lớn, đảm bảo giao thông cho người dân trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày qua, huyện Nậm Pồ có mưa rải rác cục bộ, có nơi mưa rất to kéo dài trên địa bàn 3 xã gồm Nậm Nhừ, Na Cô Sa và Nà Bủng, gây sạt lở ta luy âm ảnh hưởng đến 4 hộ gia đình với chiều dài khoảng 40 m, chiều sâu 2 m và xuất hiện nhiều vết nứt trong nhà, nhiều vết nứt có nguy cơ sụt sạt cao, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, sáng nay mùng 8 tháng 8, tỉnh Điện Biên có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, như điểm đo mưa tự động Mường Phăng 1 là 63 mm, Hua Thanh 43 mm, Mường Phăng 3 là 37 mm, Mường Pồn 1 35 mm, Nà Tấu 34 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ tới, đêm nay mùng 8 tháng 8 và ngày mai mùng 9 tháng 8, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, một số nơi từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn ở khu vực tỉnh Điện Biên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-13 tháng 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế xã hội. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia năm học 2022-2023. Đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chúc mừng. 65 học sinh được tuyên dương khen thưởng trong đợt này là các học sinh đạt giải thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023, thí sinh đạt điểm tổng điểm cao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bên cạnh đó, 32 giáo viên, huấn luyện viên được khen thưởng là những người trực tiếp bồi dưỡng, ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, huấn luyện đoàn vận động viên học sinh tỉnh nhà tham gia thi đấu giải thể thao đạt thành tích cao, giáo viên đạt giải cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng cường nguồn lực, đổi mới giáo dục, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên để tạo động lực, phát huy xây đắp tình yêu nghề cho mỗi giáo viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với các cấp ngành tạo điều kiện cho học sinh có sân chơi bổ ích, tham gia nghiên cứu khoa học, tiếp cận khoa học, trau dồi bản lĩnh. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần gương mẫu, không ngừng tự bồi dưỡng, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cách dạy, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, định hướng, phát huy năng lực sở trường cho học sinh. Các cấp ngành, tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 4 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 11 học sinh. Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng 3 giáo viên có thành tích xuất sắc ôn luyện học sinh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Hội khuyến học tỉnh và tỉnh đoàn khen thưởng cho nhiều học sinh. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau để lại cùng di chứng chất độc da cam, dioxin vẫn còn dai dẳng trong bao gia đình. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực vươn lên nỗi đau, nhiều nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành tấm gương phát triển kinh tế giỏi. Ông Vũ Cao Đài, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên là một tấm gương như thế. Năm 1972, ông Vũ Cao Đài lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1979, ông xuất ngũ trở về tỉnh Hải Dương, mang theo hậu quả chiến tranh bị nhiễm chất độc da cam, dioxin. Do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên sức khỏe của ông suy giảm, gia đình lại rất khó khăn. Không đầu hàng số phận, ông luôn nỗ lực, quyết tâm vươn lên. Năm 1998, ông Đài quyết định đưa vợ con lên Điện Biên để lập nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế. Sau khi vào chiến đấu ở trong chiến trường Quảng Trị, thì là coi như bị thương và bị hai lần sức ép. Một lần thương mảnh, hai lần sức ép. Thế và làm trong cái vùng bị nhiễm chất độc da cam. Thế sau khi là chiến đấu ở trong ấy thì là coi được thì là rút ra ngoài Bắc này, thế và củng cố là coi xây dựng đơn vị và coi huấn luyện 21 đợt quân. Thế sau khi đến năm 79 thì tôi được là coi như là về phục viên. Thế khi bắt đầu sức khỏe thì nói chung nó cũng bị ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Thế nhưng khi về đến địa phương thì cũng là coi như tham gia để mà coi như xây dựng kinh tế để cùng với vợ và nuôi con. Sau khi mà coi như là con cái thì ăn học bắt đầu là coi như là ở dưới xuôi thì làm ăn cũng khó khăn. Thế sau đó là tôi cũng đưa vợ con lên trên đất Điện Biên này. Thế và là lập nghiệp và xây dựng kinh tế. Mang trong người chất độc da cam quái ác, sức khỏe yếu, bắt đầu với hai bàn tay trắng trên vùng đất kinh tế mới, ông Đài gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, không ngại khó, không khuất phục trước số phận, năm 2013, ông vay vốn người thân bạn bè để đầu tư trồng cây dược liệu và cây ăn quả. Đến nay, trên mảnh vườn rộng 1,2 hectare, gia đình ông đã trồng 5.000 m2 cây sả, 400 cây hòe, 800 cây xoài và hàng trăm cây bưởi, hồng xiêm, thanh long, mít. Từ vườn cây ăn quả kết hợp dược liệu, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 100 đến 150 triệu đồng. Cái mô hình của ông Đài, xã Thanh Sương cũng là một nạn nhân chất độc da cam, nhưng mà vượt khó đi lên. Có một cái vườn cây mà thì có nhiều những cái cây ăn quả và bảo đảm cái tương lai là sẽ có nhiều cái nguồn thu trong năm. Thế và rồi tiến tới đây thì nhân cái cơ hội mô hình này ấy là hội nạn nhân chúng tôi sẽ phát động trong toàn hội, sẽ có nhiều những ông là sẽ noi gương các cái mô hình này để phát triển nhiều hơn nữa để xóa đói giảm nghèo. Và cũng là người nhờ là nạn nhân chất độc da cam nhờ vượt khó đi lên. Thế đồng chí Đài là nói chung ấy là trong quá trình chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ chiến trường về là một đồng chí nhiễm chất độc hóa học, thì nói chung là đồng chí tuy nhiên là trong người thì mang rất là nhiều bệnh. Lúc ốm đau này kia hàng ngày là ngoài ấy ra thì đồng chí vẫn cùng với gia đình là xây dựng cuộc sống về đời sống về kinh tế, luôn luôn là chấp hành nghiêm các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, rồi cũng như là xây dựng kinh tế
gia đình ngày một vững mạnh để đảm bảo về cái cuộc sống cho bản thân. Dù mang trong mình nỗi đau da cam, sức khỏe suy giảm, nhưng nạn nhân chất độc da cam Vũ Cao Đài có một nghị lực đáng khâm phục. Ông là tấm gương sáng về nạn nhân da cam vượt lên hoàn cảnh, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Hôm nay mùng 8 tháng 8 tại xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào huyện Điện Biên Đông đã tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân xã Luân Giói đã ôn lại truyền thống chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển lực lượng công an nhân dân và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian qua, xã Luân Giói đã biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền vận động với nội dung xây dựng bản bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội cho 14 trên 14 bản. 100% các hộ gia đình, cơ quan, nhà trường ký cam kết, đăng ký đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội và chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tổ chức thực hiện. Thành lập câu lạc bộ phụ nữ vận động người thân không mắc tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Luân Giói đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo được giao kế hoạch thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thu hút mở rộng đối tượng tham gia. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tuần Giáo đạt hơn 91.000 người, tăng gần 200 người so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã thu trên 85 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch giao, tăng hơn 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh việc làm tốt công tác thu, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng cũng được đơn vị thực hiện kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Trong 7 tháng qua, số người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là gần 1.600 người, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 38.900 lượt người với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Đặc biệt, việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục được Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo cơ chế một cửa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân đến giao dịch. Tích cực vận động, khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử và người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với tổng số hồ sơ đã thực hiện giao dịch đạt gần 16.000 hồ sơ. Đề án phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân đầu tư mở rộng quy mô đàn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh có trên 300 trang trại chăn nuôi gia súc, trong đó có gần 290 trang trại quy mô nhỏ, 18 trang trại quy mô vừa và hàng nghìn mô hình chăn nuôi gia trại hiệu quả. Hiện nay, tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt trên 545.000 con. Trong đó, đàn trâu gần 137.000 con, đàn bò trên 98.000 con và đàn lợn trên 310.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng trang trại, gia trại là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo đề án phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Điện Biên đã phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bảo tồn nguồn gen trâu bò để lựa chọn con giống tốt, tăng cường hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi hiệu quả, chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh. Thực tế cho thấy, việc phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.